Nào, chào mừng em đến với phần Unitree Chances and Brother của chương trình lớp 9, phần Skill 1. Skill 1 và chủ đề chúng ta là về Chances and Brother. Stress của tuổi teen và áp lực của tuổi teen, thì khi mà có áp lực thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần phải gọi điện đến những đường dây giúp đỡ. Mà đây có một, thì người ta có từ đường dây giúp đỡ là Try Helpline dành cho trẻ em ấy. Vậy thì bạn có biết rằng Try Helpline là gì không? Do you know that? What is Try Helpline? Try Helpline is a number which will listen and solve the problem of the children calling, đúng không? Và có thể là khi mà gặp khó khăn thì có thể giải quyết bằng cách là cho họ nói chuyện theo bạn bè, với những người bạn tâm giao để giải quyết các vấn đề này. Đấy, hoặc là tạo ra môi trường cho họ đến đấy cùng nhau học tập làm việc để làm sao mà họ giải quyết được những cái nỗi đau vấn đề của họ. Vậy thì chúng ta sẽ nhớ lại nội dung của cái bài đoạn này, đọc đoạn nội thoại này. Để chúng ta đọc đoạn nội thoại này rồi, biết dịch rồi, chủ yếu là cần phải chú ý các từ mới sau đây. Từ mới thứ nhất là magic number, chúng ta biết là số, là thần kỳ rồi nhá. Service là dịch vụ ở free rồi nhá. Counseling and protecting là bảo vệ trẻ em này. Và young adult là vệ thành niên này. Và tiếp theo là government là chính phủ này. Support là ủng hộ này. Plan Việt Nam là nó là một cái tổ chức phát triển trẻ em quốc tế nên mình dịch. Tiếp theo, đường dây này đã nhận rất là 1,5 triệu cuộc gọi nationwide trên toàn quốc. Và hầu try cool là what the 11 and 14 years old and 15 year old group. The cool mostly question là câu hỏi về family relationship là các mối quan hệ gia đình, friendship là bạn bè, physical and mental health sức khỏe thể chất và tinh thần, biết rồi. Và là tiếp theo là ngoài ra còn có 3.000 trường hợp from missing children là trẻ em bỏ rơi, abandoned children, em mồ côi ấy, kiệt thòi ấy, đấy. Và children suffer from violence là những người phải đối mặt với bạo lực, trafficking tức là một vấn đề là vận chuyển buôn bán trẻ em ấy, đấy, từ traffic giao thông mà, trafficking và sexual abuse, receive emergency support như là các trẻ em bị cái rối tình dục ấy, bạo lực tình dục đấy, thì cần phải nhận được sự giúp đỡ khẩn cấp. Và cái tổ chức này promote là khuyến khích, try participant là khuyến khích sự tham gia của trẻ in its operation vào cái sự hoạt động của nó bằng việc là involving children as peer communicator, như là đưa trẻ em vào thành những người người giao tiếp theo cặp hoặc là những người bạn tâm giao đấy, và là những người đưa ra quyết định. Và số lượng theo số lượng của Helpline International là đường dây giúp đỡ trẻ em quốc tế, thì đây là cái hoạt tổ chức Magic Number là một cái tổ chức nhằm mục đích, một số điện thoại aim to là nhằm mục đích tạo ra favorable condition, điều kiện thích hợp cho trẻ em để phát triển thể chất và tinh thần. Và nếu bạn cần giúp đỡ hoặc lời khuyên thì hoặc là biết ai đó cần thì hãy gọi số điện thoại này. Vậy là rất là nhân văn nhá. Thế bây giờ trả lời câu hỏi thứ nhất, what is magic number, thì chúng ta lấy thông tin ở câu nào? Ok, which group have called the helpline most, which age, tức là cái độ tuổi nào là gọi đến số điện thoại này nhiều nhất, từ 14 đến. Ok, câu này câu số 1 thì là đơn giản rồi, nó chính là câu đầu tiên rồi. Còn cái câu số 2 là gì? Ok, từ 14 đến 14 là 15 đến 18 rồi. What was the call mostly about? Những cuộc gọi nói về điều hỏi nói về điều gì? Ok. Now, family relationship, friendship, okay, and physical mental health, chúng ta trả lời đầy đủ như thế này. Number 4,
Why have 3,000 call receive emergency support? 300 cuộc gọi mà nhận được sự giúp đỡ ngay lập tức. Ủa sao nhỉ? 300 cuộc gọi này làm sao? In case of missing or abandoned children or children who were suffer from violence, trafficking and sexual abuse. Đấy. They were missing because they were case of missing or abandoned children or they children who were suffer from violence, trafficking and sexual abuse. Number 5. How the magic number promote try participant in it operation. Câu đấy đúng không? Tức là làm như nào để cái số điện thoại này có thể là khuyến nghị trẻ em tham gia vào tổ chức của và hoạt động của họ, là bởi bởi là gì nhỉ? Khuyến khích các trẻ em làm việc theo. By involving children, a peer communicator, a decision maker, người ra quyết định. Và what is the aim of the headline? Aim ở đâu? Aim là mục đích ở đâu? Câu nào? Câu đầu tiên của đoạn gì? Đoạn cuối đúng không? Ok. Its aim này, aim nó vừa là danh từ vừa động từ nhá. Mình có thể trả lời its aim như thế này. Hoặc là its the aim it to create favorite condition for children to develop physical and mentally. Mình cứ làm theo. Làm sao qua thì làm đúng với bài này không khó. Là chuyển sang bài tiếp theo. Là đọc lại bài đọc và quyết định những thông tin này đúng hay sai. Thì em đã hiểu rất là kỹ bài đọc rồi. Thì bây giờ em trả lời cho cô xong câu số 1. You can call magic number anytime during the day or night. True or false? Tức là bạn có thể gọi đến số điện thoại này bất kỳ thời gian nào trong ngày hoặc đêm. Đúng không? Đúng hay sai? Tại sao biết? À, 24 trên 2. Ừ, rồi có người trực tiếp theo năm chục. The service and the telephone call are free. Free không? Ok. Number 2, con nhìn mấy em nhé, number 3. The children call and call the helpline. How many children can call the helpline? Only children nghe chỉ trẻ em có thể gọi đến giúp đỡ. À, cái gì mà cứ có only này thì thường thường không thì không đúng nhá. Duy nhất là luôn luôn là không đúng. Number 4. The typical caller to magic number is 9 years old try. Những người gọi đặc trưng đến số điện thoại này là những đứa trẻ 9 years old, 9 tuổi. Đúng hay sai? Ok. Next one. All decisions about the operation of the airline are made by adults. Tất cả những quyết định về cái sự hợp tác với đường dây nóng này là được thực hiện bởi người lớn. Đúng không? Tức là khi mà trẻ em có vấn đề này gọi đến này thì người người đưa ra quyết định nhé, người người đưa ra quyết định thì là thường là người lớn. Ông câu nào chứng minh điều đó? Câu nào chứng minh điều đó? Đây này, những người đưa ra quyết định đây này, tức là khuyến khích trẻ em mà tham gia vào việc là đưa ra quyết định mà, vậy là có phải là người lớn không? Và trẻ em cũng thế, tức là có vấn đề như thế trong cùng nhau là người bạn để đưa ra quyết định, vậy có phải là người lớn không? Mà vậy câu trả lời để ngỏ nha, em cứ bảo là true hoặc false mình chưa biết, cứ để ngỏ đây. Number 6, your service is available in all city and province in Việt Nam. Các dịch vụ này có mặt ở tất cả các thành phố, tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam, đúng không? Cho biết. Bởi vì nó dành cho gì nhỉ? Toàn quốc mà, nationwide đúng không? Ok.
Vậy chúng ta sẽ xem nhá, xem đáp án để xem cái câu này là true hay false. Em bảo true hay false nói lại nào. Tất cả các quyết định về sự tham gia vào đường dây nóng này, của cái sự giải quyết đường dây nóng này là bởi người lớn. Nào. False. Được chưa? False bởi vì sao? Người ta đã bảo khuyến khích trẻ em tham gia vào việc đưa ra quyết định mà. Được chưa? Để promote children try participant in each operation by involving children in peer communication and decision maker. Tiếp theo một bài đó là nghe hai người gọi điện thoại đến đường dây nóng này và hoàn thành bảng sau đây. Hãy sử dụng nốt và đóng vai là người người gọi. Nào, vậy là em là người gọi thứ nhất gọi đến thì có vấn đề gì nhá? Người gọi thứ hai gọi đến làm gì? Và kỹ năng đặt câu hỏi nhờ giúp đỡ đó là What do you think I should do nhỉ? Bạn nghĩ là tôi nên làm gì? What should I do? Tôi nên làm gì? What would you do in this situation? Là bạn sẽ làm gì trong trường hợp này? Để không biết là họ gặp trường hợp gì nhưng đặt câu hỏi như thế. Can you give me some advice? Là cho tôi một vài lời khuyên. If you were me, what would you do? Nếu bạn là tôi, bạn sẽ làm gì? Tôi tự hỏi cái gì để làm. Thì chúng ta đọc câu chung là I wonder whether to. Tôi tự hỏi cái gì để làm. Và do you know who to speak to about it? Bạn có biết ai để nói về vấn đề này không? Vậy xin mời các em nghe xem họ có vấn đề gì và trả lời xem. Người một, caller là người người gọi. Người gọi là ai này? Feeling nào là cảm thấy thế nào bây giờ này? Problem là vấn đề gì này? Và câu hỏi là gì? Người hại thế, tên người gọi là gì, cảm thấy như nào, vấn đề là gì và gọi là gì, bây giờ nghe nhá. Hi, I'm from Hanoi. I'm in my last year of high school. I'm feeling a bit depressed about my situation. I've been studying really hard to satisfy my parents and have always had good grades. But last week they said they didn't want me to go to art school to be a designer. They want me to be a doctor. I feel confused. I don't know what to say to my parents. My name's Lom. I'm 13 and I'm from Ho Chi Minh City. I made a friend playing online games and we've met several times in real life to play video games in internet cafes. Last week, he told me he needed 5 million dong and asked if I could help him. I said no, but 2 days ago, he said he would make my life difficult if I didn't give him the money. I'm a bit worried. Should I tell somebody about this? Nghe rõ ràng biết được là người gọi nhất là a girl from Hà Nội last year ở high school called Phương. Okay. Phương là một gái đến từ Hà Nội và là học sinh năm cuối của trường cấp 3. Feeling nào, cô ấy cảm thấy như nào? Áp lực nó như nào? Từ nào nhỉ? Từ nào nhỉ? Mình đã học rồi cái gì đây? Stress hoặc là gì? Ten là worry. Ok. A bit depressed. Depressed là mình học rồi là hơi chút buồn rầu. Hồi tối mới. Còn feel nó bằng với từ embarrassed. Và problem vấn đề là gì? Vấn đề của cô ấy là gì? Vấn đề của cô ấy là tôi muốn vào trường gì nào? Quay muốn vào trường design trường y. Vậy nó sẽ nói là want to be a designer but her parents want her to be a doctor. Vậy câu hỏi đặt ra là gì? Câu hỏi đặt ra của cô ấy là gì nhỉ? Và nên nói như thế nào với gì, với gia đình? Vậy nói như nào? What should doesn't know what to say to her parents. Thì không biết nói gì với bố mẹ thì bố mẹ có hiểu được. Doesn't know what to say to her parents. Người gọi thứ hai là ai? Long đến, một chàng trai một cô gái. Boy đúng không? From Hồ Chí Minh City. Gì nữa? From Hồ Chí Minh City. Ok, 13 years old. Tức là ít tuổi hơn bạn này. Bạn này là năm cuối trường cấp 3 thì
17, 18 tuổi rồi thì biết cách giải quyết vấn đề hơn, chỉ là nói khó thôi. Còn cái cậu bé này là tên là Long, 13 tuổi, tính từ Hồ Chí Minh thì rất là còn hơi non trẻ về kỹ năng sống, nên bị cảm thấy như nào nhỉ? Bây giờ cảm thấy như nào? Cảm thấy như nào? Mình mời nó như nào? Worry là lo lắng. Bởi vì là gì nhỉ? Cậu ấy bị những người bạn chơi game làm sao? Rồi, tống tiền. Ok, tống tiền 5 triệu đồng. À, vậy là online friend ask for 5 million đồng. Said if he refused to give. Nếu bạn đấy, turn down to give, từ chối cho nó thì cuộc sống của cô ấy sẽ khó khăn đấy. Nó sẽ tấn công mọi cách. Vậy câu hỏi của cô ấy là gì nhỉ? Nên do you know who to speak to about it? Bạn có biết là nên nói chuyện với ai, nên nói điều này với ai không? Vậy theo em là nên nói điều này với ai? Wonder whether to tell somebody about it. Nói với bố mẹ hoặc là sau đó nói với cảnh sát nhé. Cũng có thể là giải quyết được vấn đề này. Đấy. Rồi vậy là chúng ta đã biết là wonder whether to tell somebody about it. Nhưng mà chúng ta phải có vốn từ mới nghe được, mới làm bài đấy. Ở phần này có một phần cuối đó là hãy nhìn vào tình huống ở bài tập số 2. Ok. À, hãy tưởng tượng bạn là một trong những học sinh này, và bạn muốn gọi đến đường dây nóng để yêu cầu giúp đỡ. Bạn sẽ nói gì? Your parents listen and take note. Là hãy giới thiệu một chút về bản thân mình, sau đó là gọi điện đến đường dây nóng đấy và nói vấn đề của mình. Thế bây giờ cô sẽ tưởng tượng cô là một người gọi đến đường dây nóng, em nghe máy nhá, xong em xem thử nghe xem là có cô có vấn đề gì nhá. Nào. Hello. Hello. Ok. This is a magic number. I have a problem want to tell to you. I am a teacher of English. I have many students, but there is a very lazy student named Tuấn. He very lazy. He do not finish exercise and he is always play game. What should I do? What should I do? Should I do with that student? Với một học sinh lười này, không chịu viết từ làm bài tập đầy đủ thì bây giờ nên làm gì? À, đúng rồi, bắt học thôi đúng không? Chỉ có bắt học, khuyến khích học. Làm nào để ra kết quả tốt nhất? Ok, vậy thì chúng ta sẽ nói như nào? You should ask him to learn harder. Hard working nha. Now more hard working. Sao nào? Vậy là đã bảo là phải chăm học hơn, từ giờ là phải chăm học hơn nhá, giai đoạn cố gắng mới. Chúng ta dừng bài này ở đây.